của SBTN Washington DC kính chào quý vị, kính chúc quý vị buổi tiệc tiếp tân thân mật nhân ngày hội nghị Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng đã được tổ chức tại nhà hàng Thần Tài, thành phố Fortress, Virginia vào ngày Chủ nhật 12 tháng 8 2018. Kính thưa quý vị quan khách, thay mặt cho Hội đồng đại biểu Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng, chúng tôi hân hoan chào đón toàn thể quý đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Đảng bộ, các khu bộ, thành bộ đã từ các quốc gia Âu Châu, Na Uy, Hòa Lan, Pháp và Đức và nhiều tiểu bang trên nước Mỹ về tham dự Hội nghị Trung ương mở rộng Việt Nam Quốc dân Đảng năm 2018 được tổ chức tại Virginia, vùng thủ đô Hoa Thị Đốn, Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Việt Nam Quốc dân Đảng đã tổ chức Hội nghị Trung ương mở rộng tại thủ đô Hoa Thị Đốn trong 3 ngày 10, 11 và 12 tháng 8 năm 2018. Hội đồng lãnh đạo Trung ương chủ trì hội nghị mở rộng quy tụ các ủy viên Trung ương và đại diện cơ sở Việt Nam Quốc dân Đảng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và các tiểu bang Hoa Kỳ để bàn thảo những công tác sinh hoạt sắp tới, phù hợp với nhu cầu thực tế trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam và đuổi quân xâm lược Trung Cộng ra khỏi lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Nhân dịp này có buổi tiếp tân chào mừng quan khách ngày 12 tháng 7 2018 tại nhà hàng Thần Tài, thành phố Fortress, Virginia. Có gần 200 quan khách, bao gồm các vị đại diện cộng đồng, đoàn thể, quý cơ quan truyền thông và các đại biểu Việt Nam Quốc dân Đảng. Sau phần chào quốc kỳ và lời chào mừng của ban tổ chức, ông Chủ tịch Hội đồng Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng Lê Thành Nhân tường trình diễn tiến và thành quả của Hội nghị Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng năm 2018 trong 3 ngày vừa qua. Các cơ sở độc lập từ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, Canada, châu Âu, châu Úc, Đông Nam Á và Việt Nam về quy tụ tại miền Nam California, thủ đô tinh thần người Việt tị nạn, để tham gia Đại hội Thống nhất Toàn Đảng Việt Nam Quốc dân Đảng. Kể từ giờ phút đó, toàn thể đảng viên Việt Nam Quốc dân Đảng được quyết tâm chấm dứt tình trạng phân hóa trong nội bộ. Và ông Nguyễn Hồng Dũng tuyên đọc nghị quyết của Việt Nam Quốc dân Đảng. Kế tiếp là trao bản tuyên dương của Chủ tịch Hội đồng Lãnh đạo Trung ương Việt Nam Quốc dân Đảng cho ban tổ chức hội nghị mở rộng tại Hoa Thị Đốn. Các diễn giả phát biểu trong buổi tiệc gồm có bác sĩ Đỗ Văn Hội, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia, cựu đại sứ Việt Nam Cộng hòa Bùi Diễm, Thiếu tướng Nguyễn Di Hinh, cựu tư lệnh sư đoàn 3 Bộ binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, nguyên phó viện trưởng Đại học Vạn Hạnh, cựu tù nhân lương tâm dưới chế độ cộng sản. Cuối cùng là phần văn nghệ giúp vui và kết thúc lúc 11 giờ đêm cùng ngày. Kính thưa ông, xin ông cho khán giả của đài biết được ba câu dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc nghĩa là gì? Một cái câu hỏi rất là hay. Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, đó là mục tiêu đấu tranh của Việt Nam Quốc dân Đảng, mà chính cũng là lý tưởng của Việt Nam Quốc dân Đảng để nói lên dân tộc phải được độc lập, dân quyền phải được tự do và dân sinh phải được hạnh phúc. Cái khi đảng trưởng Nguyễn Thái Học, ông ra pháp trường Yên Bái để đền nợ nước, ông có một câu để lại: không thành công thì thành nhân. Cái nhân đây chính là không phải là nhân là thành người, mà nhân đây chính là cái hạt nhân cách mạng. Quả vậy, đó là lời tiên tri của đảng trưởng Nguyễn Thái Học. Và sau khi các đồng chí tiên liệt đã hy sinh, thì tiếp nối từ năm 1930 cho đến nay, hàng hàng lớp lớp cán bộ Việt Nam Quốc dân Đảng hy sinh ra đời, tiếp nối cái truyền thống đấu tranh hào hùng đó. Và cái chữ dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc, đó là mục tiêu đấu tranh của Việt Nam Quốc dân Đảng. Cho nên khi mà chúng ta thấy ở trên cái thay thổ Việt Nam Quốc dân Đảng dưới đó cái dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc,
Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời năm 1927, trong khi đó Đảng Cộng sản Việt Nam nó thành lập năm 1930 tại Ma Cao ở Hồng Kông, chứ không phải trong quốc nội. Việt Nam Quốc dân Đảng thành lập ở tại Hà Nội. Điều đó nói lên rằng Việt Nam đã có trước Đảng Cộng sản, và Đảng Cộng sản lấy cái khẩu hiệu độc lập tự do hạnh phúc đó là một cái copy của Việt Nam Quốc dân Đảng. Mà sở dĩ có một số quý vị khán thính giả, đặc biệt là giới trẻ, nghe chúng tôi gọi nhau là đồng chí cũng có vẻ ngỡ ngàng nghe cái từ giống Cộng sản. Nhưng mà không phải như vậy. Chúng tôi là một cái đảng được thành lập trước Đảng Cộng sản. Và thứ hai nữa, chữ đồng chí đây có cái ý nghĩa là những người đồng một cái chí hướng với nhau, cùng một chí hướng với nhau để cùng đứng vào một cái đoàn thể, một tổ chức để đấu tranh cho một cái lý tưởng, đó là dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc. Cho nên chúng tôi gọi nhau bằng đồng chí. Lá cờ của Việt Nam Dân Đảng đó, cái màu trắng ở giữa đó là cái sự trong sạch và luôn luôn nghĩ tới tổ quốc. Ở trong thâm tâm của người đảng viên Việt Nam Dân Đảng luôn luôn là trong sạch. Và cái màu xanh là cái màu tượng trưng cho cái niềm hy vọng. Và cái màu đỏ đó là cái xương máu của các chiến sĩ Việt Nam Dân Đảng đã đổ ra ở trên đất nước chúng ta. Và trong suốt cái thời gian từ năm 1930, tức là đồng chí Nguyễn Thái Học, đảng trưởng của chúng tôi, đã hy sinh tuẫn tiết cùng với 12 đồng chí nữa, tức là 13 đồng chí bị thực dân Pháp đưa lên máy chém. Và từ năm 1930 cho tới bây giờ đó thì tất cả các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân Đảng vẫn tiếp tục đấu tranh dưới cái lá cờ này. Trước tình hình Cộng sản Việt Nam nhượng đất, muốn nhượng đất và đã nhượng rồi qua cái vụ Formosa, Tây Nguyên và Bình Dương cũng như một số nơi khác. Đây là một cái hành động bán nước trá hình, bởi vì nếu nhượng đất 99 năm là ít nhất là 4 thế hệ qua 3 đời người. Liệu rằng sau một thời gian như vậy, chúng ta có còn là đất của chúng ta nữa hay không? Khi người dân Việt của chúng ta đi vào những vùng đất đó, chúng ta phải có một cái giấy phép tương tự như giấy thông hành. Thì làm thế nào mà một người Việt Nam đi vào trong một cái vùng đất của đất nước Việt Nam chúng ta lại phải có một cái giấy phép do một cái quốc gia đang và đã là cái đại thù của đất nước Việt Nam chúng ta cho giấy phép? Thì như vậy, bất cứ một người Việt Nam nào trong và ngoài nước, nếu chúng ta cảm thấy rằng chúng ta là người Việt Nam, đất quốc gia hưng vong thất phu hữu trách, chúng ta bắt buộc phải có trách nhiệm. Cái trách nhiệm đó không có nghĩa rằng chúng ta phải làm những gì vượt quá khả năng của chúng ta. Chúng ta chỉ làm trong cái khả năng của chúng ta và góp phần cùng với tất cả những ai chấp nhận đứng lên đòi hỏi và giành lại cái chủ quyền của đất nước và dân tộc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phóng sự và xin hẹn gặp lại trong những lần phóng sự kỳ sau.